Hi everyone, my name is Phạm Thị Yến. I'm from Nguyễn Tất Thanh Secondary School, Hưng Yên City. Xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Phạm Thị Yến. Cô đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Okay, welcome to my teaching lesson today with conditional sentences time 2. Hôm nay cô sẽ cùng các em ôn lại một cái dạng câu điều kiện khá là khó trong tiếng Anh, đó là câu điều kiện loại 2. Vâng, hôm trước chúng ta đã được ôn câu điều kiện loại 1, đó là câu điều kiện có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sang câu điều kiện loại 2 nhé. Chúng ta có đoán được trong cái bài giảng của cô, ta gồm có những phần sau đây. Phần thứ nhất đó là use, cách dùng. Phần thứ hai là form, cấu trúc. Phần thứ ba là notes, những lưu ý khi sử dụng câu điều kiện loại 2. Và phần vô cùng quan trọng đó là practice, phần luyện tập. Vâng, chúng ta đi vào phần thứ nhất. Vâng, chúng ta nghiên cứu phần cách sử dụng của câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 2 còn được gọi là câu điều kiện không có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Khi chúng ta muốn nói về một sự việc, một cái điều kiện không thể xảy ra, never, ok, never happen. Đấy. Vậy thì cô thử, cô cho một ví dụ và chúng ta xem có đúng không nhá. If I knew her name, I would tell you. Nếu như tôi biết tên của cô ấy, tôi sẽ nói cho bạn. Thực tế thì tôi không hề biết tên của cô ấy. Oh, sorry. Ví dụ thứ hai. Ok. If I were a millionaire, I could buy that expensive car. Nếu tôi là một triệu phú, thì tôi có thể mua chiếc xe đắt tiền đó. Trên thực tế tôi rất là nghèo, poor me, tôi không thể mua được cái gì cả. Vậy đấy chỉ là một cái điều ước thôi ạ, và điều ước đó không thể xảy ra đối với tôi được. Vậy thì chúng ta qua hai ví dụ này, chúng ta đi tìm hiểu cái cấu trúc của câu điều kiện loại 2 nhé. Cấu trúc của câu điều kiện loại 2, chúng ta nhìn lên màn hình ạ. Vâng, cũng có hai mệnh đề giống như câu điều kiện loại 1, đó là if clause and main clause, mệnh đề if và mệnh đề chính, hay chúng ta còn gọi là nếu thì. Mệnh đề if hay chúng ta còn được biết đến như là mệnh đề phụ. Vì sao là mệnh đề phụ ạ? Nó nếu như không có mệnh đề chính thì cái if, mệnh đề if này nó sẽ không thể trọn vẹn nghĩa của một câu. Ví dụ cô cho một ví dụ, nếu tôi sống ở Paris, vậy thì cái người nghe sẽ cảm thấy rất là hụt hẫng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp đây? Vậy thì phải có mệnh đề if clause and main clause. Trong câu điều kiện loại 2 này, đó là câu điều kiện không có thật. Do vậy, chúng ta sẽ lùi thì như sau. Mệnh đề if, chúng ta sẽ có cấu trúc là if, subject, verb, past, subjunctive. Chúng ta có biết là past subjunctive là cái gì không ạ? Đó là quá khứ giả định, hay ở dưới cô còn lưu ý là nó là động từ có đuôi ed hoặc nó ở cột 2 đối với những động từ bất quy tắc mà chúng ta vẫn học đấy ạ. Vâng, còn mệnh đề chính thì chúng ta có cấu trúc như sau. Đó là subject cộng would, could, should or might cộng verb infinitive. Vì chúng ta lùi một thì so với cả câu điều kiện loại 1, cho nên chúng ta sử dụng các modal verb cũng phải lùi thì. Đó là would là quá khứ của từ gì? Của từ can. Could là quá khứ của từ, sorry, would là quá khứ của từ will. Could quá khứ của từ can. Và should quá khứ của từ shall. Và might là quá khứ của từ may. Sau đó chúng ta sử dụng verb infinitive. Ok, chúng ta đi nghiên cứu một số những cái ví dụ. Ok. If she had a lot of money, she wouldn't stay there. Đây ạ, chúng ta nhìn vào cấu trúc ạ. Mệnh đề if, cô sử dụng từ had vì nó là quá khứ ạ. Had nó là quá khứ của từ gì? To have. Và mệnh đề chính là wouldn't stay. Nó là dạng quá khứ giả định. Vâng. Câu này mang nghĩa là nếu cô ấy có nhiều tiền thì cô ấy sẽ không ở đó. Vậy trong thực tế là cô ấy không hề có tiền, cho nên cô ấy chấp nhận phải ở đó. Ok. Ví dụ thứ hai. Vâng, ví dụ thứ hai ạ.
would invite him to my birthday party if I found his address. Chúng ta nhìn đến thấy câu này nó có khác câu trên không ạ? À, nó hơi khác một chút bởi vì cô đã đảo cái mệnh đề main, mệnh đề chính lên trước ạ. Và mệnh đề if cô để về sau. Tuy nhiên, nó có một chút sự khác biệt. Đó là khi chúng ta chuyển mệnh đề chính lên trước thì cuối của mệnh đề chính không có dấu phẩy. Vâng, cuối của mệnh đề chính không có dấu phẩy giống như khi chúng ta để mệnh đề if lên trước ạ. Vâng. Và câu này mang nghĩa là gì đấy? Tôi sẽ mời anh ta đến dự bữa tiệc sinh nhật nếu tôi tìm được địa chỉ của anh ấy. Vậy trong thực tế tôi không có địa chỉ của anh ấy cho nên tôi không thể mời được. Vâng ạ. Chúng ta sang ví dụ thứ 3. If he were not hungry, his friends would tell him the truth. Nếu như anh ấy không tức giận thì bạn của anh ấy sẽ cho anh ấy biết về sự thật. Chúng ta nhìn đây có phải là cô sử dụng sai động từ to be không nhỉ? À không đâu ạ. Động từ to be khi sử dụng ở câu điều kiện loại 2, chúng ta phải sử dụng từ were cho tất cả các ngôi ạ. Vâng, kể cả đó là ngôi thứ 3 số ít, thông thường nhất ạ. Vâng, đôi khi trong một số sách hiện nay thì người ta cũng có một số sách cũng sử dụng từ was. Tuy nhiên, thông thường chúng ta sẽ sử dụng từ were. Vâng ạ, vậy thì trong cấu trúc của chúng ta đây ạ, cô lưu ý cái phần khung trên này, chữ đỏ đó, if subject be were, nghĩa là chúng ta sử dụng động từ to be là từ were cho tất cả các chủ ngữ khác nhau. Vậy chúng ta sang phần lưu ý của cách dùng và cấu trúc này là những lưu ý gì nhá. Ok, lưu ý thứ nhất, khi sử dụng động từ to be ở mệnh đề if, ta thường thường dùng were cho tất cả các chủ ngữ. Vâng ạ. Ok, for example, if I were a scientist, I would find vaccine for COVID-19. Nếu tôi là một nhà khoa học thì tôi sẽ tìm ra vaccine để điều trị cái COVID-19. Chúng ta thấy đây là một cái bệnh dịch vô cùng nguy hiểm hiện nay. Và chính vì như vậy mà chúng ta đang ngồi ở nhà và học đây ạ. Vâng. Vậy mệnh đề if chúng ta sử dụng với chủ ngữ là I, cô cũng vẫn để động từ to be sẽ phải là were. Và mệnh đề chính vẫn như vậy, I would find vaccine. Ok. Ngoài ra, câu điều kiện loại 2 này còn diễn tả lời khuyên. À, đây ạ. Đây. If I were him, I would answer the teacher politely. Nếu mà tôi là anh ấy, thì tôi sẽ trả lời cô giáo một cách lễ phép. À, vâng. Ý của câu này là tôi muốn khuyên anh ấy nên trả lời cô giáo một cách lễ phép ạ. Vâng. Câu ví dụ thứ 2. If I were in your shoes, I would talk some sense to her. Ok. Nếu mà tôi trong cái tình huống của bạn ấy, thì tôi sẽ nói một cái điều gì đó có ý nghĩa với cô ấy. Ý của câu này là gì ạ? Là cậu nên nói một cái điều gì đó có ý nghĩa với cô ấy một chút đi. Chúng ta đã biết được cách dùng này, cấu trúc này và những lưu ý của câu điều kiện loại 2. Vậy thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần practice. Phần practice, chúng ta đi vào bài tập thứ nhất nhé. Exercise 1. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. Bài này chúng ta sẽ chọn một trong các cái đáp án A, B, C hoặc là D để hoàn thành câu. Chúng ta nhìn vào câu thứ nhất ạ. Vâng, câu thứ nhất. Mệnh đề còn thiếu ở đây đó là mệnh đề if. Mệnh đề chính thì đã sẵn sàng rồi với would make ạ. Và có 4 phương án đó là am, were, will be and would be. Vậy chúng ta sẽ sử dụng từ gì đây? Mệnh đề if phải để ở thì quá khứ đơn với động từ to be. Vậy chúng ta sử dụng từ were. Ok. Just number 2. I would buy a new car if I dot 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 more money. Cô có 4 phương án: had, has, have and will be.
chúng ta sẽ sử dụng từ gì với mệnh đề if đây ạ? À, quá khứ đơn, đúng rồi, quá khứ đơn. Vậy chúng ta sẽ sử dụng đáp án là gì? À, đáp án là a, had. Nó là quá khứ của từ gì nhỉ? À, từ to have. Ok. Tiếp tục chúng ta sang câu số 3. If he dot 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 his homework every day, he would get better marks. À, trong mệnh đề này phần còn thiếu cũng là mệnh đề if, và cô có 4 phương án: does, did, done and will do. Vậy mệnh đề if chúng ta sẽ chọn ở thì nào đây? À, đó là thì quá khứ đơn, đó là từ did, là quá khứ đơn của từ gì? Do, ok, hoặc does. Ok. Question number 4. If your parents were here, they asked what to do. Nếu như bố mẹ bạn ở đây, à, thì họ sẽ nói cho chúng ta biết phải làm gì. Vậy thì câu này lại không phải là mệnh đề if còn thiếu, mà nó là mệnh đề chính ạ. Và mệnh đề chính chúng ta sẽ phải có cấu trúc là gì? Would cộng động từ dạng nguyên. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Ok, would tell. Question number 5. I, her, if she asked me. Chúng ta có 4 phương án, đó là have, helps, helped and would have. Mệnh đề còn thiếu ở đây chính là mệnh đề chính ạ. Bởi vì mệnh đề if đã có động từ asked. Vậy thì câu chúng ta phải chọn đó là đáp án nào ạ? Vâng, đáp án D. Vâng, cô vừa hướng dẫn các bạn một cái bài đầu tiên. Bây giờ chúng ta sang bài thứ hai nhé. Exercise 2. Put the verbs in brackets into the correct form of conditional sentences type 2. À, bài này là hãy chia các cái động từ trong ngoặc ở thì đúng theo dạng của động từ ở câu điều kiện loại 2. Chúng ta chỉ nhớ nhá là chỉ có câu điều kiện loại 2 trong bài tập này thôi ạ. À, vâng, câu hỏi thứ nhất. If dot 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 be Saturday today, I would go to the beach. À, mệnh đề chính đã được chia là would go. Vậy mệnh đề còn lại chúng ta sẽ sử dụng thì gì nhỉ? Với mệnh đề if đây. À, đó là thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn với động từ to be chúng ta vừa mới học rồi ạ. Đó là từ gì đấy? Từ were. Ok. Tiếp tục chúng ta sang câu hỏi thứ hai. If I had some money, I lent it to you. Nếu tôi có một chút tiền thì tôi sẽ cho bạn mượn. Trong thực tế câu này là tôi không hề có. Vậy mệnh đề chúng ta cần phải chia đó là mệnh đề gì ạ? À, mệnh đề chính, bởi vì mệnh đề if chúng ta đã có rồi. If I had, had nó là quá khứ của to have. Vậy mệnh đề chính chỗ này chúng ta sẽ chia động từ lend thế nào đây? À, sẽ là would lend. Ok, sẽ cho mượn. Vâng. Number 3. If Sue not know how to knit, she would ask me. Ok, câu này lại là một câu chúng ta cần phải chia động từ ở mệnh đề if với dạng phủ định. Và mệnh đề chính thì có sẵn rồi ở đây ạ. Would ask. À, mệnh đề if với dạng phủ định và if thì lại ở thì quá khứ đơn. Vậy chúng ta sẽ cho phủ định của thì quá khứ đơn là gì? Đó là từ gì nhỉ? À, didn't know. Didn't know. Ok. Quá khứ đơn, phủ định. Question number 4. If people knew how to protect the environment, there be less pollution. À, nếu như mà người ta biết cách bảo vệ môi trường thì sẽ có ít ô nhiễm hơn ạ. Vâng. À, nhưng trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là một số người vẫn chưa biết cách bảo vệ môi trường, dẫn đến là môi trường của chúng ta cũng bị ô nhiễm đấy ạ. Vâng. À, mệnh đề chúng ta cần phải chia ở đây lại là mệnh đề chính ạ. Vâng, mệnh đề if có rồi ạ. If people knew. Knew là quá khứ của từ gì? Của từ know. Vâng ạ. Và với động từ to be, khi chia ở mệnh đề chính ở đây chúng ta sẽ chia là gì ạ? À, câu này nhá, cô thấy có rất nhiều bạn bị mắc cái câu này. Khi chúng ta chia động từ ở câu điều kiện loại 2,
Vâng ạ, be chúng ta không hiểu là bây giờ làm thế nào nhỉ? Be nó là am, is, are hay là were, were. Nhưng thực tế nó là gì ạ? Cấu trúc là would cộng động từ dạng nguyên. Vậy câu này sẽ phải chia là gì nhỉ? Would be. Ok, cho sang câu số 5. Câu số 5, câu này lại là một câu hỏi đây này. Câu hỏi chúng ta cũng hay bị mắc đấy ạ. Vâng, câu hỏi thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào khi mệnh đề chính đảo lên trước đây ạ? Và mệnh đề if ở đằng sau câu này này, hai động từ chúng ta phải chia một lúc cơ ạ. Vâng, thế thì câu này chúng ta sẽ bắt đầu bằng từ gì với mệnh đề chính ở trước ạ? Câu hỏi nào? Trong câu hỏi chúng ta phải đảo trợ động từ would lên trước ạ, đúng không ạ? Và tiếp theo là chủ ngữ là you và sau đó là by, động từ dạng nguyên thể. Động từ to be ở đây chúng ta sẽ chia là were. Ok. Vậy chúng ta đã qua được một bài tập rất là quen thuộc, đó là bài tập chia động từ. Chúng ta tiếp tục sang một bài tập nữa nhé. Exercise 3. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same using the conditional sentences type 2. Bài này là một bài cũng rất là quen thuộc đối với chúng ta, đó là hoàn thành các câu sau đây để làm sao cho nghĩa của nó không thay đổi và sử dụng câu điều kiện loại 2. Nhớ nhá, chỉ có câu điều kiện loại 2 thôi ạ. Vâng. Một số bạn vẫn chưa quen với cách làm bài này đâu ạ. Vâng, chúng ta quen với cái bài 1 và bài 2 hơn so với bài 3. Vâng, bài 3 này đòi hỏi chúng ta phải hơi suy luận một chút ạ. Vâng, nhưng không sao, cô sẽ làm cho cái vấn đề này trở nên dễ hơn đối với các bạn. Đây ạ, cô cho ví dụ như sau. Because people throw rubbish in the street doesn't look attractive. Ok. Vì mọi người xả rác nên cái con phố này, cho nên con phố trông không hề đẹp chút nào cả. Vâng, câu tình huống nó là như thế đấy ạ. Sự thật là như vậy. Bây giờ một cái câu tương đương chúng ta sẽ phải làm thế nào ạ? Chúng ta sẽ phải viết lại thành một câu là gì ạ? Nếu như mà mọi người, chúng ta tư duy bằng tiếng Việt trước ạ. Nếu như mọi người không xả rác lên cái con phố này thì nó trông sẽ rất là đẹp, rất là hấp dẫn, đúng không? Ai vào cũng thích ạ. Vâng, vậy thì cái câu này chúng ta sẽ chuyển thế nào đây ạ? Chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta chuyển câu tình huống ở hiện tại thì chúng ta lại phải lùi thì theo đúng cấu trúc của câu điều kiện loại 2 và ngược nghĩa. Chúng ta nhớ nhé, với cái dạng bài này là phải lùi thì và ngược nghĩa. Vậy chúng ta sẽ có được một câu mới như sau. If people didn't throw rubbish in the street would look attractive. Nếu như người ta không xả rác lên những con phố này thì con phố trông sẽ rất là hấp dẫn. Vâng ạ, nó ngược với câu trên ạ. Cô cho một ví dụ tiếp theo. My car is out of order, so I can't drive you to the airport. Xe của tôi bị hỏng mất rồi, vì vậy tôi không thể chở bạn đến sân bay được. Ồ, tiếc quá nhỉ. Vậy thì chúng ta lại có một cái câu thế nào ạ? Để cho nó tương đương với câu này. Nếu mà xe của tôi không bị hỏng thì tôi có thể đưa bạn đến sân bay, đúng không ạ? Vâng, thực tế. Nhưng thực tế lại không thể xảy ra. Vậy chúng ta sẽ nói câu này thế nào ạ? If my car went out of order, I could drive you to the airport. Ok, vậy chúng ta nhìn lên đây ạ. Đây ạ, động từ to be ở câu tình huống là is, thì câu chúng ta chuyển đổi lại là gone, nghĩa là câu tình huống ở dạng khẳng định, thì câu chúng ta chuyển đổi lại ở dạng phủ định. Câu tình huống ở thì hiện tại đơn thì câu chúng ta chuyển lại thành quá khứ đơn. Vâng, tương tự như vậy ở mệnh đề sau. Vâng, can't drive là dạng phủ định thì chúng ta lại viết lại thành khẳng định là could drive. Can't drive là hiện tại đơn, chúng ta lại chuyển thành quá khứ đơn là could drive. Vậy thì cái bài tập này chúng ta cần lưu ý cái gì nhỉ? Cô sẽ cho các bạn một số những cái dấu hiệu để chúng ta biết được rằng khi chúng ta
làm cái bài chuyển đổi câu này là phải chuyển thế nào một cách dễ dàng ạ? Vâng. À, đây ạ. À, khi mệnh đề chỉ nguyên nhân thì nó thường có các cái liên từ như là từ because, since and as. Đây ạ, như ví dụ thứ nhất, because. Vâng, khi cái mệnh đề có chứa từ because thì chúng ta sẽ chuyển thành mệnh đề if hay mệnh đề chính ạ? À, chúng ta sẽ chuyển nó thành mệnh đề if clause. Tương tự như vậy, mệnh đề chỉ kết quả thì chúng ta thường có các liên từ như là so, therefore, that's why. Vì vậy, vì thế, đúng không ạ? Còn ở trên là nguyên nhân là bởi vì, ở đây là vì thế, đúng không ạ? Vậy, cái mệnh đề chỉ kết quả thì chúng ta thường để ở mệnh đề if hay là mệnh đề chính đây? À, chúng ta để ở mệnh đề main clause, ok, mệnh đề chính. Nào, chúng ta đi vào giải quyết bài tập của phần này nhé. Câu thứ nhất nào. I don't know his address, so I can't contact him. Tôi không biết địa chỉ của anh ta, cho nên tôi không thể nào liên hệ được với anh ta. Thế mới buồn chứ. Bây giờ cái câu này chúng ta chuyển thế nào ạ? Nếu như tôi, bắt đầu bằng nếu như tôi, thì câu này sẽ chuyển thành nếu như tôi biết địa chỉ của anh ta, thì tôi có thể liên hệ được với anh ta. Chúng ta nhớ nhá, chúng ta phải lùi thì này, ngược nghĩa này, nhớ chưa? Hai cái yếu tố trong cái bài viết lại câu là lùi thì, ngược nghĩa. Vậy câu này sẽ là if I knew his address, I could contact him. Ok, chúng ta nhìn vào ví dụ ạ. Vâng, câu tình huống là don't know ở dạng phủ định và thì hiện tại đơn, chúng ta sẽ chuyển thành knew là dạng khẳng định và quá khứ đơn, lùi một thì. Tương tự như vậy, mệnh đề chính là can't contact là dạng phủ định hiện tại đơn, chúng ta sẽ chuyển thành could contact. Ok, tương tự như vậy, các bạn làm cho cô câu số 2 nào. He can't go skiing because he is ill. Anh ấy không thể đi trượt tuyết được bởi vì anh ta bị ốm. Ồ, tiếc thật. Kế hoạch thì có rồi nhưng mà anh ta lại bị ốm. Bây giờ làm thế nào đây? Buồn quá nhỉ? Nào, nhưng câu này lại bắt đầu bằng từ he, anh ta, chứ lại không phải là bằng từ nếu. Nghĩa là câu này chúng ta sẽ phải sử dụng đảo mệnh đề if ra sau và mệnh đề chính lên lên trước ạ. Vậy chúng ta sẽ có một câu là anh ta có thể đi trượt tuyết nếu anh ta không ốm. Giá mà như vậy thì tốt quá nhỉ, nhưng mà lại không xảy ra. Nào, câu này chúng ta nói thế nào đây? He could go skiing if he weren't ill. Vâng, chúng ta nhìn thấy động từ chưa? Can't go chuyển thành could go, is chuyển thành weren't. Vẫn là như vậy ạ. Câu số 3. He doesn't like tomatoes, therefore he won't eat the salad. Anh ta không thích cà chua, vì vậy anh ta không thể ăn được cái món salad. Buồn quá nhỉ. Và câu này chúng ta sẽ bắt đầu bằng từ if. Vậy chúng ta sẽ có một câu thế nào đây? Nếu như anh ta thích cà chua thì anh ta sẽ ăn được món salad, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ có một câu mới là, vâng, if he liked tomatoes, he would eat the salad. Vâng ạ, mệnh đề chính là would eat, đó là quá khứ của won't eat. Mệnh đề if đó là doesn't like chuyển thành he liked, quá khứ, lùi thì và ngược nghĩa. Tiếp tục sang câu số 4. I travel on my own since I can speak English. Tôi có thể tự đi du lịch được vì tôi biết nói tiếng Anh. Đấy. Hiện nay có rất là nhiều muốn đi du lịch, người muốn đi du lịch nhưng mà lại không biết tiếng Anh, cho nên là cũng là đấy cũng là một cái sự khó khăn. Vâng, câu này lại bắt đầu bằng từ I chứ không phải là từ if ạ. Vâng, câu này chúng ta sẽ có một câu mới là tôi sẽ không thể tự đi du lịch một mình được nếu như tôi không nói được tiếng Anh. Đúng không? Câu này chúng ta sẽ có là gì đây? I wouldn't travel on my own if I couldn't speak English. Vâng, động từ ở câu trên là travel là dạng khẳng định. Chúng ta sẽ chuyển thành wouldn't travel. Can speak, chúng ta sẽ chuyển thành couldn't speak. Đúng chưa? Chúng ta nhìn thấy cái sự lùi thì và ngược nghĩa rất là rõ rồi đấy ạ. Vâng, và câu số 5 trong bài này.
He don't. We don't have enough rooms in our house. That's why you can't stay with us. Chúng tôi không có đủ phòng trong nhà cho nên là bạn không thể ở lại được với chúng tôi. Thế mới tiếc chứ. Bây giờ làm thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ nói một câu điều ước bắt đầu bằng you, bạn. Vậy chúng ta sẽ có một câu mới là bạn có thể ở lại được với chúng tôi nếu như chúng tôi có đủ phòng. À, thế câu này chúng ta nói nào đây? À, you could stay with us if we had enough rooms in our house. Vâng ạ. À, don't have. Chúng ta sẽ chuyển thành đây ạ. Bên này là had, được chưa ạ? À, vâng. Lùi thì chưa ạ? Từ hiện tại đơn chuyển thành quá khứ đơn, ngược nghĩa là từ phủ định chuyển thành khẳng định. Tương tự như vậy, that's why you can't stay. Can't stay. Chúng ta sẽ chuyển thành could stay. Vâng ạ. Can't stay ở hiện tại đơn và could stay ở thì quá khứ đơn, ngược nghĩa ạ. Vâng, vừa rồi cô cùng các em đã ôn lại cái câu điều kiện loại 2 là loại câu điều kiện gì đấy? Câu điều kiện không có thật ở hiện tại và tương lai, chúng ta nhớ nhé. Không có thật, không bao giờ có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Bên cạnh đó nó còn được sử dụng để chúng ta muốn khuyên ai đó một điều gì, chúng ta cũng sử dụng câu này, if I were you. Vâng, cô hy vọng rằng những bài tập cô vừa mới đưa ra chúng ta làm đúng tất cả đấy ạ. Vâng, thank you very much for your attention and see you again. Thank you.